Lớp học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2023. Các học viên được học tập nghiên cứu 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, sự thay đổi chiến lược quốc phòng an ninh của các nước lớn và quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vấn đề về biên giới quốc gia và tổ chức quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người biểu tình bạo loạn lật đổ. Phát biểu khai mạc lớp học, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ quản lý và học viên thực hiện nghiêm quy định lớp học, tập trung học tập, nắm chắc nội dung, thảo luận trách nhiệm để sau khi hoàn thành lớp học sẽ có kiến thức để trên cương vị công tác được giao sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.